lên sẵn rồi. Là gì nhỉ? Bé lẹ đó tôi. Bé lẹ rồi. Không bé lẹ đâu rồi. Đây khỏi đứng rồi à. Hỏi thử thử gì vừa vậy? Có gì bé gì? Bé lợi nghỉ hả? Dạ đúng rồi. Sao dạ sao nghỉ rồi? Nghỉ thôi chứ em không biết đâu. Đi về quê luôn hả? Là... À, thấy quay TikTok á. Dạ. Ở đây mà áo màu xanh đẹp trai quá. Hả dạ. Vậy? Trời. Thấy gà 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 bé đẹp kìa. Hả? Em sống đi vợ. Vợ anh đâu? Đi vợ chứ quê á. Nghĩ là thấy bé đẹp kìa. Thấy bé đẹp kìa. Đẹp bé đẹp nè. Trời ơi, bé đẹp. Bé đẹp đẹp trai gì mà nói em BD kìa. Bé đẹp lắm trời. Ai sinh viên? Sinh viên có không? Gãi chứ gãi. Bé đẹp. Bé quậy bé quậy. Gửi tao dắt ra kìa. Bé đẹp nè. Cái đẹp là sinh viên à, sinh viên mới ra trường phải không? Đẹp nè, hai đứa chụp lên chứ hình đi, nè hai đứa ôm ra chụp cái hình đi. Trời ơi.